Đầu tư bất động sản trong cái thời điểm mà thị trường nó đang chững như thế này mà không phải là cái kênh đầu tư khác. Cái chu kỳ của nó bao giờ nó có một cái chu kỳ sau 10 năm rồi. Dạ vâng. Anh nghĩ là thời điểm hiện tại là thời điểm nào bất động sản nó đang gần như là thấp nhất của trong vòng hơn